The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy xin kính chào quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, vị khách mời tiếp theo trong chương trình là một người nghệ sĩ đã mang niềm vui, đem đến tiếng cười tới tất cả quý khán thính giả trong suốt bao nhiêu năm qua. Tới ngày hôm nay anh cũng là một trong những nghệ sĩ rất hot và khán giả rất là yêu mến. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nghệ sĩ Quang Minh. Chào anh. Chào em. Thì trước tiên cho một buổi xin phép chào khách thính giả của chương trình The Jimmy Show. Dạ. Chào Jimmy. Rất vui hôm nay được gặp lại anh. Anh thì cũng rất hồi hộp gặp được em. Tại vì quý vị biết không, thú thiệt với quý vị, hôm nay Quang Minh khai thiệt nè. Quang Minh cũng không ngờ là Jimmy mời Quang Minh lên cái chương trình của Jimmy. Dạ. Tại vì Jimmy nhớ cách đây 5 năm không? Dạ nhớ. Quý vị biết không, cách đây 5 năm, một cái kỷ niệm không bao giờ quên. Đó là Jimmy có tham gia trong chương trình thi ca sĩ giọng ca hay của đài của Asia tổ chức. Và Quang Minh là một trong những ban giám khảo mà đặc biệt nhất. Quang Minh là người chấm rớt Jimmy. Thường đó, đối với những người khách mời, em có những cái kỷ niệm ban đầu nó đẹp hoặc là nó vui, nó buồn, nó khác nhau. Nhưng với anh Quang Minh, kỷ niệm lần đầu gặp ảnh là hồi hộp và rung vô cùng, bởi vì ảnh là giám khảo. Không, nhưng mà anh Quang Minh nói như vậy thôi, nhưng mà chính anh Quang Minh là người đã khuyến khích Jimmy thật nhiều trong cái bước đường vào nghệ thuật này. Bởi vì quý vị cũng biết là anh Quang Minh là một thế hệ người đàn anh đi trước, đã hỗ trợ rất nhiều cho những thế hệ đàn em đi sau. Cho nên khi mà khai tin Jimmy qua Cali và định cư và theo cái nghề này thì anh Quang Minh hỗ trợ, ủng hộ rất nhiều qua những lời khuyến khích. Thì thú thiệt Jimmy, mặc dầu anh chấm em rớt rồi đó, nhưng mà anh tin chắc là em sẽ thành công trong cái lĩnh vực nghệ thuật này. Tại vì sao quý vị biết là làm cái nghề nào cũng vậy hết. Nếu mình cố gắng hết sức mình, mình có cái tâm thì Quang Minh nghĩ là sẽ được. Và bằng chứng là ngày hôm nay em từ Utah phải không? Dạ, đúng từ rồi. Utah mà vì với cái một lòng đam mê nghệ thuật, em đã mua sang tiểu bang California để gần lý đô Sài Gòn này. Và em với cái khả năng, với khả năng ở ngay chính bản thân em, và em đã được giấc mơ thành sự thật. Và ngày hôm nay một mình em, em có một cái show riêng của em, đó là Jimmy Show. Cảm ơn anh với những lời này. Anh ơi, bây giờ em muốn hỏi anh là cái bước khởi đầu của anh. Thường á, với những nghệ sĩ khác, đối với ngành sân khấu á, là hầu như là cha truyền con nối, hoặc là trong một gia đình nghệ thuật. Vậy thì nhà anh ngày xưa có ai theo nghệ thuật, hay là có ai hướng dẫn anh vào nghề này không? Thú thiệt với lại quý vị khán giả là hình như Quang Minh là độc nhất vô nhị là tham gia, là một người bước vào lĩnh vực nghệ thuật này. Và cũng là một sự tình cờ thôi. Hôm nay đã nói thì mình nói thiệt ha. Thì cách đây năm 1981, với một sự tình cờ là Quang Minh đi ngang trường nghệ thuật sân khấu, thấy trường có tuyển chọn thí sinh vô đó. Nhưng tuyển chọn thí sinh vô đó, cái thời gian đó thời gian còn khó khăn về kinh tế lắm. Thú thiệt là vậy. Lý do Quang Minh xin vào, thi vào cái trường đó là lý do là trường đó có phát nhu yếu phẩm. Là có được nhu yếu phẩm, có được gạo này nọ. Thì mấy ngàn người mà tuyển chọn một lớp có 20 người thôi, 10 nam 10 nữ. Và Quang Minh được may mắn được đậu vào trường. Và học năm, tham gia vào trường năm 1981, rồi 84 ra trường. Cùng một khóa với anh gần có những nghệ sĩ nào anh? Cùng khóa với lại Quang Minh thì bây giờ thì 20 người, nhưng mà rụng từ từ. Thì bây giờ còn những người còn theo nghề đó là ở Việt Nam là còn có Hữu Châu nè, Hữu Nghĩa nè, Hồng Đào nè, Hồng Đào, rồi Quang Minh, đó còn bốn người, còn anh Thành Lộc là trước, anh Thành Lộc là trước, anh Thành Lộc là khóa trước, vậy là khóa của anh gọi là khóa thứ hai không? Không là... khóa của Quang Minh là khóa 6 trường nghệ thuật sân khấu. Khóa 6. Cái thời đó thì tại vì em cũng nghe nói là có cô Nguyễn Thị Minh Ngọc cũng dạy, có dạy lớp cô Nguyễn Thị Minh Ngọc là cô trợ lý đạo diễn, là giải phó. Còn chánh của Quang Minh là đầu tiên là cô Tường Trân, rồi sau đó cô Tường Trân bị tai nạn xe mất đi. Thì Quang Minh là học trò của thầy Đoàn Bá nè, là học trò của thầy Hồng Phúc nè, rồi học trò của thầy Tỉnh nè. Đó là những người mà
theo sát Hòa Minh trong thời gian đó. Thầy Đoàn Bá là thân phụ của hai chị Mai Phương với Mai Lan. Mai Phương Mai Lan, đúng vậy em. À, cái lúc mà anh ở trong trường là anh học về cái gì? Học hài hay là học về bi hay là học về cái gì ở trường anh? Không, trong trường thì lúc có thời gian học 4 năm anh trời đó, hoặc là còn tham gia ở ở Việt Nam á, là anh đóng về tình cảm. Không biết hài là gì, không là tình cảm, drama, ước ác, khóc lóc vậy đó, đại khái là vậy. Đó là, thì gọi là bi á, bi á, gọi là không, hình bi thì không phải bi nữa, nhưng mà trong cái thường thường ở trong một cái vở kịch á, ngày xưa ta nói là dây kép đẹp, chánh diện hay phản diện đó, mà anh thì nó nghiêng về phản diện hơn nhiều. Không biết cái mặt anh lúc trước thì sao, chứ anh nhớ là ở Việt Nam chắc em chưa không biết nữa, đạo diễn Thế Ngữ đâu. Em có nghe. Thế Ngữ, chú Thế Ngữ kia, cứ mỗi lần gặp anh là chú cho mấy cái vai phản diện mà. Nói ôi giời mày mày khó cần diễn. Anh không biết mặt anh sao nữa mà ra nữa. Vậy thì lúc đó là anh thường đóng cặp với ai trong lớp? Trong lớp thì hồi lúc trong lớp thì anh lớp thì có Hà. Anh quên cái họ rồi, với lại nhưng mà rất ít đóng chung chị Đào. Ngộ lắm. Mà đã biết nhau từ mà đã biết học nhau trong trường rồi. Mà nhưng mà múa đôi hay múa cặp gì đó thường thường là anh múa với lại người bạn khác mà, chứ không có múa chung với chị Đào. Cái lúc là cái thời gian anh học đó, thì sau này em khi mà em xem cái chương trình Vân Sơn á, khi mà anh trả lời phỏng vấn anh Việt Thảo, thì có được biết anh cũng có thời gian cộng tác với đoàn của cô Kim Cương. Cái đoàn mà đầu tiên mà anh ra anh diễn mà để anh lấy tiền mà sinh sống á, là anh vào cái đoàn gọi là bản cái thời đó gọi là đoàn kịch nói Kim Cương. Thì để chia sẻ cho Jimmy hay là khán giả nghe về cái bước bắt đầu bước vào cái nghề. Thì ngày xưa đó, cách đây mấy chục năm á, trong những cái đoàn hát á, thường thường là hầu như là ít có người một người nghệ sĩ kịch sĩ nào được đào tạo trong trường ra đó. Toàn là truyền nghề với nhau, người đi trước truyền cho người sau, cứ vậy mà tiếp tục vậy đó. Thì lúc mà anh vô trong đoàn á, thì chưa được vai đâu. Không phải như mấy em thế hệ trẻ bây giờ ra một cái lên liền một cái dèo một cái là thành ngôi sao rồi. Cái thời của tụi anh từ trong trường ra đó thì thường thường là đóng những vai phụ rất nhiều. Đóng những vai phụ xong xuôi rồi chị Hai Kim Cương, tụi anh được gọi là từ hay gọi là chị Hai. Chị Hai Kim Cương hay nói là nè Minh, con theo dõi vai đó nha. Em theo dõi vai đó nha, đủ bữa nào người nào bệnh em nhảy ra. Đó thì nếu hên đó thì lâu lâu mình có cơ hội. Mới có cơ hội. Rồi sau làm đoàn Kim Cương hình như anh nhớ làm được năm hay năm mấy gì đó. Thì bên đoàn Bông Hồng thì trẻ trung hơn. Rồi những người mà phó đoàn trong đó là học từ trong trường sân khấu ra. Thì anh nhớ không làm đó là chị Hoa Hạ. Mà bây giờ là chị đạo diễn Hoa Hạ đó. Thì sẽ thấy được anh ấy vậy. Rồi cũng một phần là trong đoàn đó lúc đó thời kỳ đó có Mai Phương nữa. Nữ diễn viên điện ảnh Mai Phương đó em. Đó thì mới kéo qua bên đó. Kéo qua Bông Hồng. Rồi từ đó là anh được nói. Được đứng giữa trên sân khấu và được có vai diễn. Đó. Chứ ngày xưa ở Kim Cương là chỉ cầm làm là vai lính hay sao? Vai lính không. Vai lính không đó. Chứ làm cái vai nhỏ vai lính. Nhưng mà chị Hai dặn là ok, ngồi trong cánh gà nha không. Theo dõi những cái vai nào em thích. Rồi bữa nào có diễn viên nào bị bệnh đó, là chị cho em ra thử. Đó là từ đó. Nhưng mà sau khi qua được Bông Hồng là tụi anh được thể hiện được, học được những cái gì mà từ trong trường ra. Là vẫn chỉ là những vai có tính cách là tình cảm, là cách đẹp thôi, chưa được là hài chưa hài gì hết. Đó. Vậy thì chúng ta cũng thấy được là cái bước khởi đầu của một người nghệ sĩ hầu như ai cũng gian nan, nhất là cái thời gian gian nan lắm, 80, 70 rồi gian sau này lắm. Ra trường học anh em nghệ sĩ cái thời đó, bây giờ sau khi anh đi về Việt Nam bây giờ, anh thấy cái thế hệ bây giờ quá là sướng. Quá là sướng, tại vì sao? Tại vì cái thời của anh á, cái thời trẻ mới ra trường đầy nhiệt huyết cái nọ mà không có đất dụng võ. Anh nhớ là cái thời kỳ đó TV có hai đài, đài số 7 và đài số 9. Còn bây giờ em có về Việt Nam á, bệnh quá chừng đài, gần cả 100 đài luôn. Mà chưa kể có YouTube nữa. Chưa kể YouTube nữa, rồi chưa kể là tự build up lên bằng bằng cách là tự mình quay video rồi bỏ lên YouTube, rồi trở thành ca sĩ rồi.
còn còn hồi hồi đó trời ơi gian nan lắm chứ không phải là dễ dàng vậy đâu. Rồi cái lúc ở trong trường á, ngoài đóng kịch anh có hát hay là ca gì trong trường không cái lúc đó? Nếu nói về ca đó, dạ, thì bảo đảm anh ca một cái là nói thiệt á, bảo đảm cái tên nó mất luôn á. Nói chung mọi người em, mọi người tổ nghiệp cho mỗi người một ngày, cho nên cái khả năng của anh là chỉ cái thời học trong trường sân khấu này nọ, khả năng anh chỉ có thêm một cái ngày nữa thôi, là ngày xưa anh mê nhảy đầm đó. Sau đó thì anh có cái khiếu nhảy đầm, cho nên với cái nghề của anh được được dạy lại mấy người trong lớp đó, để đại khái là vậy. Bây giờ anh nhảy được không? Bây giờ cũng nhảy nhưng mà nhảy thở hơi nhiều. Cảm ơn anh thật nhiều với những kỷ niệm và những chia sẻ này, và sau một vài thông tin thương mại thì nghệ sĩ Quang Minh sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị và dự màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Quang Minh. Anh ơi, lúc nãy anh chia sẻ là những cái bước đầu gian nan của anh là một người nghệ sĩ. Thì năm 84 là anh ra trường, và 85 là anh cũng đã cộng tác với các đoàn rồi. Các đoàn rồi. Dạ. Thì rồi nhớ không lầm thì Lai Rai ngày xưa đó, hãy mà diễn viên kịch nào mà được lên chương trình Trong Nhà Ngoài Phố á, là sướng lắm. Là được nổi tiếng lên, là được khán giả biết tới. Đó thì cái thời gian đó là anh được tham gia lên được đài chương trình là Trong Nhà Ngoài Phố, cái Trong Nhà Ngoài Phố được một hai lần. Mà anh lên á, anh nghĩ là anh được may mắn. Anh lên khán giả chú ý anh nhiều á, là hình như vai diễn thì ít, nhưng mà nhờ anh giống được một người. Khán giả nói là khán giả cứ tưởng anh là ngày xưa quý vị, nếu mà cái thời đó thì quý vị có xem kịch của Đoàn Kim Cương thì quý vị sẽ biết được là nghệ sĩ Ngọc Đức. Em biết Ngọc Đức không? Dạ, của Đoàn Kim Cương đó. Đó thì người ta cứ đồn là ô Quang Minh là cô của Ngọc Đức, Ngọc Đức. Thì người ta Việt Nam mình mà hay tò mò để hiểu cái chuyện ủa ai vậy, nhờ vậy mà người, khán giả biết Quang Minh nhiều. Đó, rồi sau đó là coi như là rồi tham gia được 1, 2, 3 cái kịch của chương trình Ngày Thứ Bảy. Đó. Thì tham gia được 1, 2, 3 cái kịch, rồi tới năm 90 thì anh xuất cảnh sang nước ngoài. Hay quá, đúng rồi. Để ý là bởi vì cái thời 80 mấy đó là cũng lúc anh vừa ra trường là cái lúc mà nghệ sĩ Ngọc Đức qua bên Tây. Đúng, đúng. Đó, thì đó thì người ta cứ nghĩ là anh là con của Ngọc Đức không à. Cho nên nhờ như vậy anh cũng được nhiều người ta tò mò. Ta chú ý. Nhưng mà sau đó người ta thấy được cái thực tài của anh. Anh vừa đóng hết các loại vai trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và chương trình ngày xưa Trong Nhà Ngoài Phố thì anh nhớ là có những ai đóng những chương trình đó anh? Nhiều lắm. Nhiều lắm là ngày xưa Trong Nhà Ngoài Phố là có Hồng Đào, rồi Hồng Dân, rồi anh Nguyễn Xanh, rồi chị Mỹ Chi, đại khái là những cái lứa, những người mà diễn viên kịch của cái thời đó là hình như ai cũng góp mặt trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Khi anh còn ở Việt Nam thì anh có cộng tác hay đóng chung với chị Đào không? Chị Hồng Đào không? Nếu anh nhớ không lầm thì anh có đóng chung với chị Đào 1, 2, 3 cái kịch. Một hai ba kịch. Mà anh nhớ một cái, anh nhớ hoài trong đầu anh là anh đóng vai một cái vai quá là phản diện luôn. Quá là phản diện cái kịch đó, là kịch nhớ tới ngày hôm nay luôn, kịch Trả Giá. Trả Giá, mà trong cái kịch đó là anh lấy luôn hai mẹ con. Anh đóng xong cái tuồng đó là qua ngày hôm sau, trời đất ơi, anh lái xe ngoài đường chạy mà, rồi em nhớ Sa Lam không? Mấy người ngồi Sa Lam thay dòng dòm, ý, chỉ cái thằng ác kìa, ngày hôm qua nó đóng kịch gì mà lấy hai mẹ con luôn, nó chửi quá chừng trời. Đó là trong là những kinh nghiệm ngày xưa của anh. Nhưng mà hồi xưa hiếm hoi lên TV lắm. Tại vì sao? Tại vì cũng nhiều quá, rồi chia này nọ, đúng vai rồi mình cũng làm chương trình, nó có 1, 2 chương trình cho nên rất là hạn hẹp. Nó rất là thiếu thốn so với bây giờ. Trong khi đó bây giờ chương trình TV quá chừng trời. Thì coi như cái thời đó anh chỉ đóng chung một kịch chứ chưa đóng cặp với chị Đào, chị Hồng Đào ở Việt Nam đâu ha. Chưa đóng cặp nhiều khi qua bên này. Nhưng mà người nhà em và những người bạn lớn, anh lớn của em thì có kể là cái thời ở Việt Nam thì có coi một cái kịch mà anh đóng với chị diễn viên Mai Phương. Đó là như cô gái ngồi gốc cây gãy. Đúng rồi. Cái vai chánh đầu tiên của anh là trong Đoàn Bông Hồng.
đó thì anh tham gia anh trong vở Cô Gái Ngồi Trên Gốc Cây Gãy, đó mà Mai Phương, nữ kịch sĩ Mai Phương bây giờ đó, của mình bây giờ đó, là đóng, cũng đóng vai nữ chính. Đó, rồi hai anh em đóng đóng cái tuồng nội chính. Thì coi như là chị Mai Phương là người đóng cặp với anh đầu tiên. À đúng rồi. Đúng rồi. À, sau đó anh còn làm đóng những kịch nào chính nữa sau cái Cô Gái Ngồi Gốc Cây Kép sau... Đẹp nha. À, Kép Đẹp. Em ơi. Yeah. Em ác quá. Mấy chục năm mà em nhắc đó mới đây. Cái đó thì anh không nhớ nổi đâu. Yeah. Không nhớ nổi đâu. Yeah. Thì sau đó thì anh sang Mỹ. Năm rồi, năm mấy là cái tên anh mới vừa lú là chút xíu thôi là mất tiêu, thì khán giả thắc mắc. Khán giả thắc mắc thì anh năm 90, nếu anh nhớ không lầm là ngày 9 tháng 9 năm 1990, anh từ giã Việt Nam, tạm thời từ giã Việt Nam, anh xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Anh quay đoàn tụ. Cái lời thời đó thì nghe nói anh đâu qua Mỹ liền, là phải ở bên đâu một thời gian? Từ cái thời đó là phải qua bên Thái Lan. Bên Thái Lan rồi người nhà bên Thái Lan làm đầy đủ thủ tục xong xuôi rồi mình mới được từ Thái Lan sang bên Mỹ. Thì anh ở bên Thái Lan được 10 ngày. Là ngày 19 tháng 9 năm 1990 là anh định cư chính thức tại tại Mỹ. Vậy năm sau là 30 năm rồi. Ghê không em? Vậy mà anh cứ tưởng mới ngày nào. Ghê không? Mà cái lúc anh qua đây anh có đóng kịch hay là có được sinh hoạt liền không anh? Không. Cái thời năm 90 á, cộng đồng bên này cũng chưa được nhiều như bây giờ. Rồi trung tâm ban nhạc cũng sập sình, cũng chưa được như bây giờ nữa. Thì lại một kỷ niệm. Anh qua tháng 9 thì tới hình như tháng 1, tháng 2 về tới ta của mình. Thì Việt Nam mình cộng đồng cũng chút xíu mà thì có nghe đồn là ồ có Quang Minh Hoa này nọ. Thì vì thì lúc đó thì anh Dũng Thanh Lâm có một nhóm kịch. Dũng Lâm có một nhóm kịch, nói diễn dành một nhóm đi, diễn cho anh một mùng đi. Ha, rồi để cái anh nghĩ ồ cái được bao nhiêu tiền cũng được thì anh cũng được mấy trăm. Đó, rồi qua mùng sau thì anh kết hợp được với Dân Sơn. Đó, Dân Sơn qua trước anh thì hai người kết hợp nhau để diễn một tấu hài ở sân khấu của hội chợ của người mình. Đó, rồi qua ngày hôm sau nữa là anh được may mắn anh diễn chung với là một cái gì cũng lâu tên của anh không nhớ. Anh được diễn thêm một tiết mục nữa. Thì cũng nhờ ba mở cái mùa Tết đó, anh nhớ không lầm thì anh kiếm được, thời đó anh kiếm được 2.000. Wow! 2.000 đó em. Một người mới qua. Một người mới qua là... anh kiếm được 2.000. Mà 2.000 đó, anh mua được chiếc xe. Trời đất ơi! À, mua được chiếc xe. mua được chiếc xe là anh nhớ hoài cái kỷ niệm đó, là nhờ cái Tết đó anh diễn. Rồi xong, nghỉ. Là coi như là bắt đầu đi cắt chỉ nè. Rồi bắt đầu đi làm phụ hồ nè. Có luôn phụ hồ. Nghe nói phụ hồ làm ngày 100 đồng đã quá, sướng quá. Thời đó ngày 100 đồng sướng quá. Nhưng mà không ngờ, trời ơi em biết không, làm từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Đó, mà ngày nào cũng vậy hết. Mà tới mức độ là về làm xong là tối về là chỉ kịp ăn lẹ chứ là nằm xuống ngủ thôi, chứ không dám tắm mất thời gian ngủ sao. Rồi qua ngày hôm sau tiếp tục làm được cũng được mấy tháng à. Mấy tháng. Wow, cái bước đầu của anh qua bên Mỹ này cũng gian nan lắm. Xong rồi có một lần hên quá. Đi đâu cái hồi nhỏ mình nhớ trung tâm Hải Âu. Rồi em có biết nhớ ca sĩ Mỹ Quyền không? Ca sĩ Mỹ Quyền cũng qua được cái thời đó. Rồi sau đó cái Mỹ Quyền mới phát hiện là anh qua rồi. Mới rủ anh về trung tâm Hải Âu để đi quay karaoke. Ngày trả 100 đồng. Sướng quá. Đó, trả 100 đồng là anh lại tham gia vô quay karaoke, đi làm model cho người ta. Quay xong rồi thế mà khi nào cần model thì cứu anh. Đó. Coi như là qua đây được có cái chớp cũng đã. Được rồi, cũng đỡ từ từ. Ngôi ngốt từ từ. Cái lúc mà anh qua anh nhớ là anh đóng cái karaoke đó, và anh khi nào mà anh mới được chuyển qua làm lồng tiếng phim bộ, mà người ta gọi là chuyển âm đó. Lồng tiếng phim bộ thì có một người giới thiệu Quang Minh với lại cô kịch sĩ Túy Hồng. Nói cô kịch sĩ Túy Hồng có một cái phòng thâu gọi là chuyển âm á, vào hãng phim TVB, là Việt Nam gọi là TVB á. Thì nói bây giờ tới đó thử đi để coi có làm nghề chuyển âm được hay không. Thì anh cũng tới đó và gặp cô Túy Hồng và gặp cô gái cô Túy Hồng hướng dẫn anh tập trên cái chuyển âm, cái thời chuyển âm đó. Thì cái nghề đó là cái nghề mà gọi là tạm nuôi sống anh lâu dài đó. Gần 10 năm trời.
gần 10 năm trời anh sống bằng nghề chủ nhật. Người cả gan trước mặt người mèo dám chửi là chó. Hãng Nguyễn, mi coi cái chiếu kỳ trên đầu người coi. Rồi đây sẽ gắm trên đầu hồn quân của các người. Các người làm phản? Phải, chúng tôi làm phản. Kim Liêu, Miêu Tạng, Mông Hồi, Sáu Tộc. Người Hán từ bây chuyên môn lợi người mèo dân tộc ít số để hiếp đáp từ xưa đến nay. Có triều đại nào không do tạo phản mà là quốc độc? Người tưởng cấu kết với bọn phù tàng đang lưu lạc trung thổ thì có thể đối kháng triều đình sao? Bởi vì em cũng không có để ý là anh Quang Minh có chuyện âm, nhưng mà sau này coi lại mấy cái phim bổ sướng cái giọng anh quen, giọng anh quen cái đó. Ủa giọng Quang Minh đây mà. À, vậy là cái bước đó cũng là một trong những cái để giúp anh trang giúp anh trang trải cuộc sống. Đó là cái nghề tạm thời gọi là nghề chính của anh đó. Tại vì cái thời gian đó anh không bao giờ anh nghĩ là anh trở lại với lại sân khấu hay là trở lại với cái nghề của nghề kịch của anh hết. Và sau một vài phút thương mại đi, nghệ sĩ Quang Minh sẽ cùng chia sẻ thêm với quý vị những kỷ niệm của anh. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Quang Minh. Anh ơi, vậy thì anh thấy như thế nào về cái duyên của anh với cái nghề nghiệp mà đóng kịch với sân khấu của anh? Nhiều khi anh ngồi anh ngẫm nghĩ lại. Kể cả bây giờ tất cả những người bạn của anh biết anh ngày xưa đó, cũng không ngờ anh nổi tiếng mà nổi tiếng qua cái hài. Anh cũng không ngờ được. Nhưng mà qua cái quá trình đó thì anh tin vào cái duyên và cái định mệnh. Nếu mình có duyên là mình gặp mà, hoặc là cái nghiệp nó đến với mình, nó tự nhiên nó tới thôi. Thì anh nhớ là trong cái thời gian anh chuyển âm á, thì năm 1994 chị Hồng Đào qua, và anh với chị đã lập gia đình, lấy nhau năm 1995. Anh nhớ như vậy. Năm 95 thì lúc đó anh xác định rồi, thì anh nghĩ là anh làm được nghề chuyển âm. Chị Đào vẫn tiếp tục đi làm cái nghề của chị, đó là đi đi diễn kịch này nọ, đi diễn hài này nọ. Thì có một ngày có một cái trung tâm, đó là trung tâm Làng Văn, chị mời chị Hồng Đào tham gia một tiết mục trong một cuốn video. Rồi cái người mà bạn diễn hay là diễn với ai á là do chị Đào lựa chọn. Nghe không? Thì dĩ nhiên là cái người mà chọn, người chọn lựa là anh, không phải là người chỉ để chọn lựa. Tại vì anh đâu nghĩ tới. Đúng. Anh đâu nghĩ tới. Cái một ngày chị Đào chứ kiếm hoài, ai cũng bận hết, không ai quay với chị hết. Đó, chị mới cũng buồn buồn chứ, nó thôi bây giờ làm sao anh. Nói thôi bây giờ thôi trả kịch bản người ta khỏi làm chứ làm sao bây giờ em. Đó, thì lúc đó sau khi trả kịch bản định trả chị Đào thì lúc đó anh đi chuyển ngâm, còn chị Đào thì chỉ học nghề tóc nghề nail. Chị cũng có chí lắm. Học tóc nghề nail này nọ này, chứ bằng đậu được bằng tóc này nọ. Nhưng mà tại vì cái thời gian đó là chị chỉ có bầu cho nên chưa đi làm thôi. Thì mới cầm cái kịch bản đem đi trả cho người ta, thì vô tình đem bên trả cho cái trung tâm đó. Thì có trong cái trung tâm Làng Văn đó có một cái người thư ký, mà cái cô đó cũng Việt Nam mới qua nữa. Thì cô nhận ra anh. Nhận, ủa anh Quang Minh là cái người ở bên Việt Nam của đóng kịch nè. Đó, thì cái bà giám đốc trung tâm đó mới ủa nói gì đâu, ủa xong ông chồng bà đóng kịch rồi sao hay chồng đóng đi mà còn kêu ai nữa. Cái biết không, nói ra giống như là cười á, giống như là trò cười vậy đó. Cái đóng ra cái tự nhiên trên đường lái xe về, không đóng đâu. Nhưng mà sao tự nhiên trên đường lái xe về cái hai chồng nghĩ, ủa mình cũng học nghề này. Mà tại sao mà mình không tham gia? Cái em nói thôi không được đâu, mày tốn hài cả dẫn sân khấu là sao mà anh đâu có khiếu đâu. Thì tự nhiên anh nghĩ ra một cái chuyện, anh nghĩ hay là bây giờ người ta tốn hài thì mình bây giờ diễn kịch vui đi, có cốt chuyện đi. Đó, thì trong cái quá trình đó anh suy nghĩ thì anh với chị Đào đã nghĩ ra một cái kịch vui thôi. Kịch vui nói về đời sống của những người già cả ở hải ngoại này. Thì sau khi quay xong, anh nhớ cái cuộn video đó quay xong ở bên Canada. Thì trong cuốn Canada đó anh nhớ hoài có anh nhớ anh Phương, không, vợ chồng anh Lê Nguyên Phương. Đó, thì anh Phương anh mới kêu lại nói, nè em với Đào mà không nổi tiếng mới là lạ đó.
anh nghe anh sướng lắm, nhưng mà anh không tin. Nhưng mà ít ra anh có cho mình một cái niềm hy vọng, niềm hy vọng gì đó. Nên anh thấy anh cũng không biết sao nói hết, anh nói gì sao. Thì quay xong cuối video đó thì có một người bầu show mời anh Minh với chị Đào diễn kịch hài, tấu hài ở Chicago. Mời liền mừng quá đi. Anh nhớ mừng quá, anh biết không, mừng quá. Mà từ cái ngày người ta mời cho tới ngày đi cái show đi diễn á, thì người bầu show mới gọi hỏi hoài. Tại vì ở bên Mỹ này đó, em muốn tạo được một tên tuổi á, là em có mặt ở trong cuối video thì người ta mới biết em. Trong cuối DVD thì người ta mới biết em. Em hay nghe dở thì người ta mới mua giấy đi coi. Cái bà bầu show mới gọi hỏi ngoài, sao đạo cái DVD ra chưa, nó chưa ra giới thiệu. Em biết không, cái nghề này nó gian nan lắm em. Đúng rồi, anh gian nan lắm. Quý vị biết không, tới cái ngày show đi diễn, trời ơi, người ta giới thiệu dân sơn hoài linh đã vỗ rầm. Tới tiên không đau cũng vỗ tay quang minh, cái người ta không biết gì đó. Anh ra anh diễn mà anh ra anh diễn nha, mình chưa có kinh nghiệm mà. Mình diễn rề nguyên một cái kịch nha, không một tiếng cười. Wow, không một tiếng cười, mà bồ hôi anh chảy ướt hết người luôn. Đó, quý vị biết tối đêm đó nha, anh ngủ không được luôn. Anh không ngủ được, anh tức quá, tại sao vậy? Mình diễn đầy đủ bài bản trong trường ra, thể hiện này nọ, nghiên cứu này nọ rồi, nhưng mà sau đó anh find ra được là xui nhất bảo hàng ngay cái rạp ở Chicago. Nếu mà ai diễn ở cái rạp hát opera ở Chicago thì sẽ biết. Nói khán giả rất là khó nghe, là tại vì nó vang. Và cái thứ hai nữa, khi diễn ở ngoài á, diễn live là mình phải có cái tiết tấu, cái tư tấu bắt chụp nó lẹ hơn, nó nhanh, chứ không có rè rà được. Yeah. Thì sau đó anh hỏi thấy, ủa sao kỳ vậy ta, tức quá rồi đó. Thì sau đó thêm một cái show nữa, thì anh có theo dõi dân sơn với Hoài Linh diễn. Anh đứng trên trong anh coi, anh mới rút vào được, phải bóp chát, bắt chụp cho nó lẹ, chứ mà không được rè rà, và cũng không theo kịch bản quá. Không theo kịch bản quá thì sau đó thì đi show là mình rút ra được kinh nghiệm, mình thấy được. Dạ, cũng hơi biết, cũng chịu rồi. Đó là những cái kỷ niệm. Anh nói em mới để ý là bởi vì những cái cuốn video đầu tiên mà của Văn Sơn đó, chỉ có chị Đào đóng với anh Văn Sơn, và Linh thôi. Thế mãi cuốn tiếp 3, 4 hay cuốn 5, 6 gì đó mới có anh Quang Minh vô đóng chung với chị Hồng Đào. Mà cái thời gian đó, nhất là hồi nhỏ, em mê nhất là cái kịch Thiên Duyên Tiền Định mà anh đóng bên Thúy Nga, cái cuốn đầu tiên đó. Từ đâu mà bên Thúy Nga lại thấy anh và mời anh đóng cái vai rất là đặc biệt đó. Có một lần chị Đào đi quay ở bên Canada, thì có anh đi theo. Cái anh đi theo, cái anh Ngạn, anh dòm anh nói mình em có đóng kịch được không, cái ông anh già anh cho giam cho em vai gì vậy, thì có chịu không, anh viết cho em cái vai này. Thì anh viết ngay cái vai đó. Cái anh nói là mình là diễn viên mà, tại sao mình không ráng thử đi, mình có cơ hội thì mình làm đi. Thì anh mới đi học. Nói đi học thì quá đáng. Anh mới đi giống như là anh đi ra ngoài mấy cái tiệm tóc để ý những những anh chàng gay đó có những động tác gì. Anh ra ngoài liên tục chừng 7 ngày. Sau đó thì anh không ngờ cái vai đó khán giả thích lắm. Quá thành công. Phương thấp. Và phải nói gì nói, cái tên anh bật lên cao nhất á, là cũng nhờ anh Nguyễn Ngọc Ngạn giao cho anh một cái vai trong cái tuồng mà trong bước nhà vậy đó em. Cái gọi là lòng giả thành chân. Lòng giả thành chân. Cái vai đó anh thích nhất là cái gì, anh không phải là gay. Anh giả làm gay. Đúng. Cho nên anh, con người anh nó có hai mặt. Đúng. Cho nên nó có nhiều đất diễn của anh lắm. Sau cái đêm đó, trời đất ơi, anh giống như sao qua đêm vậy đó. Đó thì khán giả được biết anh nhiều nhất là trong qua cái vai đó. Qua cái vai đó thì Như Quýnh á. Là Như Quýnh á. Như Quýnh á. Như Quýnh á. Thì đó. Đó là cái tên bật kia đó. Nhưng mà nói đi phải nói lại. Khán giả cũng biết anh bắt đầu từ nhấp nhổm từ cái vở nào trong Trú Quân Sơn á, mà anh đóng cái kịch mà anh dùng cái tiếng chuyển âm của anh mà để anh diễn trong kịch đó. Thôi mà tôi thật sự thương mến cô đó. Cái tù đó thì khán giả cũng ở Long Biên bắt đầu thích anh ở Long Biên trong cái vở đó, tức quá. Như là cái vở
mà cũng là tới để mướn bạn trai đó chị, mướn bạn trai đó. Cô thật sự tôi mất cô đó mà, tôi thương cô lắm hả? Đó đó thì khán giả cái thời kỳ chữ âm nó mạnh lắm, cho nên nhắc cho người ta tới, người ta cảm thấy vui vui thì khán giả bắt đầu biết anh từ lúc đó. Đúng và rồi. Cái tên của anh bắt đầu nổi lên bằng cái lòng dạ thành chân của anh người hùng hạng đã giúp anh. Làm gì giống Nguyễn Hưng dữ vậy cha? Diễn đi. Diễn, vô. Xuyên qua xin xưởng. Xuyên qua xin mà xin hòa ai nỉ. Thôi, toàn là khán giả Việt Nam dịch ra chuyển âm sang tiếng Việt cho cha nội. Vì thiếu thơ à, trong lòng của tôi đang náo nhiệt đó. Tôi thật lòng yêu yêu mến mến cô đó mà. Đại công tử à, em muốn lấy chồng. Nếu đại công tử bằng lòng lấy em, hãy gọi cho em ở số phone 1-800 muốn lấy chồng. Được rồi, anh sẽ gọi em mà. Nhưng mà hãy chờ anh rút chân ra khỏi giang hồ đi hả? Mà phải nói công nhận một điều là cái thời gian năm 97-98 khi mà anh Quang Minh đóng cái Thiên Duyên Tiền Định rồi Vân Sơn, thì từ lúc đó các trung tâm mới thấy được cái sức mạnh của hai kịch trong cuốn video. Cho nên đó. Từ đó Ira cũng đã mời anh chị qua đóng kịch cho Ira luôn. Anh tham gia đủ thứ cái thời kỳ đó. Hình như cái trung tâm nào cũng có mặt hết. Đúng rồi. Trung tâm tình. Dạ. Rồi Ira, rồi Làng Văn, rồi Vân Sơn, rồi Thiếu Nga. Đó. Những trung tâm lớn là anh chị đều có mặt hết. Là cái thời đó là cái thời, anh nghĩ là cái thời huy hoàng của các trung tâm. Bán rất chạy. Đúng rồi. Sướng thì là sướng luôn á. Đó, thời nào mỗi cái thời nó có một cái một cái lối sống, một cái sinh hoạt khác nhau. Giống như thời bây giờ là coi như là DVD cũng rất thương các mấy trung tâm. Bây giờ bán không bán được rồi. Không như ngày xưa. Không như ngày xưa hết rồi. Em thấy như ngày xưa khi phỏng vấn thì anh chị nói là thường là chị Hồng Đào viết kịch bản là khi đóng cho Ira hoặc là Vân Sơn. Còn cái khi thì bên chú Nguyễn Ngọc Ngạn viết kịch cho anh chị. Thì có khi nào anh thử viết kịch bản không? Anh thì anh không viết kịch bản. Đa số là kịch bản là do chị Hồng Đào viết. Chị Hồng Đào viết, còn anh thì có nhiệm vụ giống như là cái miếng thịt bò mà nó ngon thì mình phải có gia vị. Đó thì anh thêm chút, thêm mắm, thêm muối rồi. Và với khả năng của anh cố gắng màu sắc hơn. Cảm ơn anh với những kỷ niệm này. Và sau một vài thông tin thương mại thì nghệ sĩ Quang Minh sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị và dự mạng ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Quang Minh. Em được biết anh là một người nghệ sĩ đóng hết các loại vai, đặc biệt là những vai hài, khán giả lúc nào cũng cười khi anh đóng. Nhưng mà em cũng biết rằng là đằng sau những cái nụ cười đó, anh cũng là một người rất là tình cảm và là một người con rất là có hiếu với gia đình. Thì không, một cái không vui là mấy năm trước đây hình như là bố mẹ của anh mất. Mà với một người mà con thương gia đình của kính trọng bố mẹ như anh mà ở xa như vậy thì cái tang đó rất là lớn trong lòng anh. Tự nhiên nhắc tới cái đó, nó hơi ngậm ngùi tí xíu. Nhưng mà cũng cảm ơn em đã cho anh có cơ hội để nói. Đối với anh đó, anh sống với ba má anh đó, anh phải công thừa nhận là anh rất là có hiếu. Anh có hiếu với ba má lắm. Có hiếu đây là nhiều khi mình nghĩ có hiếu là mình lo lắng cho ba cha mẹ mình. Mình gửi tiền về cho cha mẹ mình mua đồ cho mẹ mình, đó là có hiếu. Nhiều khi tới giờ phút này anh nghĩ sai đó em. Sai cái điều là gì? Nhiều khi cha mẹ đó, cái tiền bạc gửi về cũng mừng cũng vui đó, nhưng mà mong cho thằng con nó về ở bên cạnh mình nhiều hơn. Mà lúc đó thì cái thời gian đó thì anh cứ lo đi show bên này ha, rồi mỗi lần về thăm ba má thì cứ nghĩ là mình mua quà về, mình mua đồ mua đạc cho nhà là vui rồi. Rồi sau đó cái thời gian đó mình cứ bạn bè, rồi ba má cứ chờ hoài ăn cơm về, mình cứ lo đi chơi với bạn bè nữa. Những cái điều đó tới giờ phút này anh vẫn còn hơi bị hối hận về vấn đề đó. Là cái hối hận thứ hai nữa đó là
Ba má anh rất là muốn muốn cho rất là muốn những ngày Tết anh về ăn Tết được một lần, mà anh hứa riết tới mức độ mà tới bây giờ ba má anh không còn nữa. Đó là cái, những cái cho nên bây giờ mỗi lần mà anh về Việt Nam, mà lúc sau này anh thường xuyên bay về Việt Nam để anh làm việc á, trong đầu anh lúc nào cũng tiếc nuối hết. Tiếc nuối là cái gì? Tiếc nuối là cái thời gian ba má anh còn sống á, ba má anh ước ao làm sao mà anh có cái điều kiện gì để mà về với em làm việc, để mà có cơ hội để cha mẹ gia đình đoàn tụ nhiều hơn á. Thì cái điều đó cho tới giờ phút này anh không biết là anh hối hận đúng hay sai nữa. Cho nên những cái điều, cho nên ai mà có cha mẹ này nọ thì nên gần gũi cho mẹ nhiều hơn, chứ mình đừng có nghĩ là mình giúp đỡ vật chất về đủ rồi. Cái đó chưa đủ đâu. Đó cho nên cứ mỗi lần Tết về là anh có một cái gì đó nó cứ rai rứt trong lòng của anh hoài. Dạ. Em rất đồng ý với ý của anh. Và hình như là anh cũng có rất nhiều kỷ niệm với khu nhà anh ở, là khu cư xá Lữ Gia. Ừ, khu xá Lữ Gia đó. Dạ. Là từ hồi bé là anh đã ở đó, là anh ở đó lớn lên từ cái khu cư anh xá anh ở khu cư xá Lữ Gia là ở quận 11 đó em. Mà cái chỗ đó anh gia ba nở từ lúc mà cư xá Lý Gia đó, bên hông cư xá Lý Gia đó là một cái khu rừng nữa. Rồi bây giờ chỗ đó giờ phát triển ghê gớm lắm. Thì bây giờ ba mẹ của anh mất, thì nhưng mà mỗi năm anh đều cũng có dịp về bển thăm nhà cũng như là viếng mộ ba mẹ của anh. Có dịp nào ấy là cứ mỗi lần mà đi về mà có thời gian mà được chạy đi thăm mộ ba má nó, tự nhiên người mình cảm thấy nhẹ lắm. Có bao giờ mà anh vừa làm cho khán giả cười đó rồi khi vào sân khấu anh lại khóc không? Hay là anh lại buồn không? Có chứ. Tự nhiên nhắc tới cái chỗ này, anh nhớ là năm 1000, cách đây 5 năm. Là sau khi về mà làm đám tang cho ba anh xong đó. Là anh bay thẳng sang bên Nhật liền. Anh có một cái show diễn hài bên Nhật. Đó. Mà quý vị cứ tưởng tượng là cách đó mấy ngày làm đám tang cho ba của mình, rồi hôm nay mình ra mình diễn cho khán giả cười. Mà anh biết bữa đó cái đêm diễn đó anh người anh nó cảm thấy nó sao đó, nhưng mà ráng tập trung để diễn cho nó hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Cho nên chính vì vậy á, không hiểu về sau này, càng lúc về sau này á, nếu như quý vị có theo dõi những cái tiết mục của Quang Huynh Hồng Đào á, thì hình như là anh thích diễn tình cảm. Mà khán giả cũng muốn xem Quang Minh Hồng Đào diễn những cái vở kịch mà nó có nước mắt, nó có nụ cười, rồi nước mắt nụ cười. Mà khán giả quen tới mức độ, em biết không, mỗi lần anh đi show, có một cung lần đi show thì anh gặp một cái bác kia, anh Minh con tới đây, mình la có khóc không? Cái mình diễn hài nữa mà bác hỏi có khóc không, mà mình không biết là, nhưng mà mình nghe mình bác hỏi thật nha. Con lá có khóc không con? Ủa sao tôi diễn bác thích bây giờ bác cho nghe con hỏi nè, tại sao bác thích khóc vậy? Cái bác nói trời ơi mày ơi, ở bên đây ở nhà của mình con cái nó cứ làm hết, ngồi ở nhà hoài rồi không biết sao hết, trong chờ coi những trong chờ kịch bảy dân đạo đó tao coi để nó có cái tình cảm lại. Chứ thôi là ngồi trong nhà nhìn ngoài tuyết rơi riết không biết con người ta biết ở đây nó có tình cảm nó nằm ở chỗ nào nữa. Cho nên chính nhờ như vậy á, anh Minh với chị Đào á mới thấy được là khán giả họ đang cần cái gì, họ đang thiếu cái gì. Cho nên mình cứ theo cái sở thích, theo cái gọi là cái nhịp sống mà khán giả. Của khán giả họ đang cần cái gì thì mình cung ứng. Giống như cái thời gian đầu thì anh chị là làm cho khán giả cười từ đầu đến đuôi. Nhưng mà sau này bên cạnh những cái nụ cười đó cũng có những cái ý nghĩa trong cái mỗi kịch bản mà anh chị viết ra. Bằng cớ là hai cái kịch dài mà em thích vô cùng, đó là Những Mảnh Tình và 100 Ngày Yêu. Nói tới hai cái vở đó đã đó. Tại vì đi diễn tấu hài trên sân khấu á, đó là cuộc sống. Mà cũng chính vì những diễn hài nó tạo cho mình nhiều cái lắm anh. Hài, diễn hài phải thông minh lắm. Đó. Rồi sau khi đi diễn hài đó rồi, mình cũng muốn mình làm một cái gì đó, mình diễn cho một cái kịch gì đó. Nó có bài bản, có một câu chuyện dài, có nhạc, có cảnh trí đàng hoàng. Thì sau khi được ổn định rồi, thì anh Minh Chị Đào đã
cái vở đầu tiên để mà làm tự tay của mình làm ra đó là vở Những Mánh Tình. Cái vở đó thì may mắn một điều là thành công lắm. Rồi anh mới dẫn đoàn đi diễn vòng mấy cái tiểu bang. Mà cũng khổ lắm. Trời ơi, em muốn không, em biết không, muốn chào mà cái đoàn đi được bầu xô đứng ra mời nguyên một đoàn nó khổ lắm. Người ta không hiểu. Những cái sòng bài mà người làm hot trong sòng bài người ta không hiểu là cái tuồng kịch nó như thế nào. Thì sau khi diễn rồi mấy người đó mới thích. Tại vì thường thường diễn một chương trình ca nhạc thì mấy người làm những cái sòng bài nói đó, thường thường trong một cái chương trình ca nhạc thì có người này thích bài ca sĩ này, có người này thích ca sĩ kia thì họ bỏ, họ không thích thì họ đi ra vô đến bài. Nhưng mà đặc biệt khi họ ngồi coi kịch đó, họ ngồi im phăng phắc và chào hết rồi họ vẫn ngồi. Cái điều đó là cái điều anh mừng nhất, là anh đã giải thích được cho những cái sòng bài mà những người Mỹ họ thấy là ôi, người Việt Nam ta còn có một cái chương trình như vậy nè. Đúng rồi. Một khán giả đang thiếu nè. Đó. Chứ không phải riêng gì Dạ Vũ hay ca nhạc bình thường. Đó là vậy. Như là cái kịch Những Mánh Tình đó, anh đi một cái tour rất nhiều tiểu bang rồi ra DVD và khán giả cũng đón nhận cái Những Mánh Tình. Rồi 100 Ngày Yêu cũng lấy nước mắt rất là nhiều. 100 Ngày Yêu sau đó thì 100 Ngày Yêu. 100 Ngày Yêu 2 năm sau mới ra mắt. 100 Ngày Yêu. Mà có một điều nữa em biết không? Những Mánh Tình đó thành công lắm. Bán DVD rất chạy. Rồi tới 100 Ngày Yêu anh rất bất ngờ. Khán giả rất thích. Khán giả rất mê mà mua ít. Lạ hết. Tại vì tới cái thời điểm người ta không quen mua DVD nữa rồi. Người ta nói ổn đi coi gì. Tại vì bây giờ em để ý đi, có những cái TV hay là cái laptop đó, đâu có cái đĩa DVD. Đúng rồi, những cái máy của em mà đâu còn DVD. Không có DVD đâu. Cho nên người ta nói nhà không có DVD. Đó là như vậy. Chứ với hai kịch đó, kịch nào em cũng thích, nhưng mà em thích nhất là 100 Ngày Yêu hơn, là bởi vì nó lấy nước mắt em nhiều hơn là Những Mánh Tình. Với cô Ngọc Đăng Thanh rồi với chị Ngọc Đăng Thanh là quá xuất sắc rồi. Vậy thì trong những ngày tới anh có nghĩ là sẽ có thêm những kịch dài như vậy hay không? Thì nếu mà muốn thì chắc chắn là muốn rồi. Nhưng mà để vào cái dịp nào thì chưa biết nữa. Tại vì bây giờ nó có nhiều chuyện để mà mình làm quá mà chưa giải quyết xong nữa. Rồi thí dụ giống như bây giờ mỗi lúc mỗi khó khăn là muốn tụ tập lại lại khó. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ quay DVD diễn để DVD nuôi sống để mà làm cái tới, mà giờ DVD bán không được nữa. Thì giờ sao? Đúng rồi. Đó, nó vậy đó. Vậy thì trong những ngày tới thì với anh thì anh có những cái đường hướng nào, như anh đóng phim, đóng kịch hay là có những cái hoạt động nào anh có thể cho khán giả được biết? Thì cũng may mắn một điều thì Quang Minh học kịch ra mà. Học qua nghề diễn viên mà. Có thêm một cái lĩnh vực gì nữa mới mà nó liên quan tới cái nghề mình thì mừng. Thì cách đây mấy năm thì có duyên, lại có duyên về Việt Nam làm được đóng được mấy cái phim điện ảnh. Thì từ đó, từ cái điện ảnh nó qua từ cái vai đó thì nó qua những cái vai khác mình được hợp thì người ta sẽ mời. Thì về sau này qua, thú thực là Quang Minh có bay qua bay lại Việt Nam, có làm việc để quay phim bên đó. Rồi trở về đây. Nếu bên này có show thì mình đi. Vậy thôi. Và thấy gần đây thì anh cũng đi rất nhiều những show ở tại Mỹ này, hình như còn thêm vai trò làm MC nữa. Thì sau này thì muốn có thay đổi, muốn có gì mới. Thì mình tính chuyển sang lĩnh vực làm MC thử coi thế nào. Thì cũng tổ cũng thương, thì sau này Quang Minh có tham gia được một vai trò MC đầu tiên của mình thì thấy khán giả cũng chào đón, cũng vui. Thì cái điều đó cũng mừng. Với MC nè, rồi với đóng tấu hài nè, với đóng kịch bi nè, anh thấy cái lĩnh vực nào nó khó với anh? Anh thấy mỗi cái lĩnh vực nó có cái khó khác nhau hết. Chứ nó không có dễ đâu. Nếu mình, anh nghĩ là nếu mình phải có trách nhiệm với một cái vai trò đó, mình phải có tâm với cái vai trò đó, thì mình sẽ thấy cái lúc nào nó cũng có cái khó của nó hết. Còn mình nghĩ là ngày MC ra nói xong đi vô, rồi diễn kịch hài làm cho cái giá cười đi vô, thì cái đó là quá dễ rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình ráng, nếu mà mình làm được cái vai trò đó thì mình phải ráng đầu tư nó thì nó mới thành công.
Em rất đồng ý anh. Phải có cái tâm vào. Phải có tâm vào. Cũng giống như Jimmy đây. Tại sao em qua bên đây? Em phải có tâm, em phải có lòng đam mê. Em đồng ý anh không? Dạ đúng rồi. Làm cái nghề của mình á, phải có lòng đam mê mới làm được. Đúng rồi. Nhất là hải ngoại này nữa. Nhất là hải ngoại này nữa. Dạ. Giống như bây giờ, thí dụ bây giờ thiếu gì người làm là hot chứ giống như em bây giờ. Dạ. Mà tại sao bây giờ em tạo được một cái chương trình riêng của em là tại vì người ta thấy được là em có cái tâm. Em có tâm. Anh thấy. Dạ. Bây giờ biết không, Quang Minh, mặc dù Quang Minh cũng mấy năm rồi anh em mình cũng gặp nhau đó. Đúng rồi, từ cuộc thi đó. Từ cuộc thi đó, rồi lâu lâu mới nhắn tin trên Facebook hỏi thăm thôi. Dạ. Nhưng mà không như vậy không có nghĩa là mình không biết nhau. Đúng. Dạ. Thời buổi này bây giờ có Facebook. Dạ. Đúng không? Mặc dù ở mình không gặp nhau nhưng mà mình có theo dõi Facebook. Dạ. Thì anh theo dõi Facebook, cái điều đầu tiên á, anh nói em là em sẽ thành công. Dạ. Là tại sao? Tại vì em đam mê cái nghề này. Dạ. Làm nghệ thuật phải có đam mê mới được. Tại vì anh nghĩ là làm nghề một người nghệ sĩ, cái lương của một người nghệ sĩ không giống như cái lương của một người công nhân, không giống như một cái lương của người kỹ sư hay bác sĩ. Dạ. Không giống. Dạ. Mà làm một người nghệ sĩ á, nó vô giá. Dạ. Anh nghĩ là như vậy, nó vô giá. Tại vì phải có lòng đam mê mình mới làm được. Còn dạ, nếu mà mình nghĩ mình làm để cho nổi tiếng cái này nọ thì nó sẽ không tồn tại lâu dài đâu. Dạ. Em rất cảm ơn anh với những lời chia sẻ này. Uh-huh. Hôm nay em rất là vui được mời anh lên chương trình của em, mặc dù mời là hơn một năm rồi anh mới có dịp, anh em mình có duyên mới gặp nhau. Uh-huh. Em thì em chúc anh những ngày tới anh nhiều sức khỏe nha. Uh-huh. Và cũng như là những con đường anh sắp đi sắp tới sẽ được thành công mãi mãi như anh đã đi. Ok, thì trước khi chia tay thì anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh cái cơ hội lên đây để có được những giây phút tâm sự với lại khán giả. Dạ. Thì thôi thì trước khi chia tay thì anh chúc em sẽ thành công hơn nữa. Dạ. Mà anh nhớ không lầm thì em cũng đam mê về ca hát lắm. Lúc này ca hát em tới đâu rồi? Dạ cũng nhớ. Từ khi anh chấm rớt là em hết hát luôn. Không có đâu, không có đâu. Nếu em thích thì em sẽ được yên chí. Dạ. Rồi thì thôi trước khi chia tay với lại quý vị khán thính giả thì cái lời nói đầu tiên của mình muốn gửi tới khán giả đó là xin kính chúc quý vị khán thính giả lúc nào sức khỏe. Dạ. Sức khỏe là quan trọng nhất. Tại vì có sức khỏe là có tất cả. Và cái thứ hai nữa là lúc nào cũng được bình yên. Bình yên trong tâm hồn, ngủ yên không nhức đầu. Nó nói với anh suy nghĩ hoài em ơi. Đó vậy đó. Chúc quý vị khán giả khỏe mạnh. Và xin hẹn gặp quý vị khán giả trong một cái chương trình khác. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh, em cũng chúc anh thật nhiều bình yên trong đời sống. Anh đang cần như vậy. Cảm ơn anh, và cùng với lời chào đó xin kết thúc chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.